Thưa quý vị, thời gian qua, Hội Phụ Nữ xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa đã kịp thời chủ động trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hội và đã đạt được kết quả đáng kể, đặc biệt là triển khai hiệu quả các mô hình phụ nữ khởi nghiệp, giúp chị em tự chủ kinh tế, làm chủ bản thân. Trung bình mỗi tháng, văn phòng Hội Phụ Nữ xã Tân Hưng thực hiện tiếp nhận khoảng 100 văn bản đến và đi các loại. Nếu như trước đây để thực hiện chuyển phát số văn bản như vậy, đòi hỏi nguồn lực khá lớn, quá trình chuyển phát văn bản có thể bị chậm trễ, thất lạc, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động, xử lý các văn bản, chỉ đạo điều hành của cấp trên cũng như của cấp hội. Tuy nhiên, với việc triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trên nền tảng Internet, những bất cập trên đã được giải quyết nhanh chóng, chính xác trong công tác văn thư. Ba mươi sáu tổ hội là chúng tôi có 36 nhóm, thì hàng tháng như là triển khai là các cái công việc này. Hồi trước thì có thể là đến ở các cái trụ sở hoặc là đến nhà một chị nào đó để mình tổ chức mình họp, nhưng mà bây giờ thì có cái nhóm đó thì có thể là triển khai khi cái văn bản của cấp trên về thì mình thông qua cái nhóm đó là mình có thể là triển khai là bằng cái văn bản đó xuống, là hạn chế bớt tất cả các cái giấy tờ là để triển khai bằng cái văn bản bằng giấy. Rồi về cái tuyên truyền, những như là ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 thì mình có thể là mình trình chiếu trên cái trình chiếu làn boy boy để sử dụng hình ảnh các cái minh họa để các cái hội viên phụ nữ người ta đỡ nhàm chán. Tại vì nếu mà lên đến một cái hội trường mà ngồi nghe cầm một cái bản giấy để mà đọc thì rất là nhàm chán, thì bây giờ từ những cái điện thoại thông minh đó thì mình có thể là mình sử dụng được rất là nhiều cái để ứng dụng được cái công nghệ 4.0 với phụ nữ. Hội Phụ Nữ xã Tân Hưng có hơn 2.150 hội viên, chủ yếu hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Để làm tốt công tác hội cũng như triển khai hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, công nghệ thông tin chính là giải pháp thiết thực được Hội Phụ Nữ xã mạnh dạn ứng dụng triển khai. Hàng năm thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái lớp tập huấn để đào tạo riêng cho các cái từng đối tượng. Thí dụ như về cái chăn nuôi trồng trọt thì mình sẽ áp dụng cái công nghệ như thế nào. Rồi về cái bán hàng online cũng như là live stream trên mạng thì sẽ áp dụng như thế nào. Thì bên cạnh đó thì Hội Phụ Nữ xã cũng thành lập được 3 cái mô hình phụ nữ khởi nghiệp. Thì trong đó có cái mô hình phụ nữ trồng rau răm là mô hình hợp tác xã, cũng tạo một cái nhóm. Tạo một cái nhóm đó thì có những cái gì mà cần trao đổi trên đó là về như là trao đổi về cái hình thức về rau thu hoạch là như thế nào đó, thì chia sẻ các kinh nghiệm. Hoặc là trao đổi những cái ngày công, là chỉ cần là ở lên trên đó là ngày mai chỉ cần có 3 công thì mình lên trên cái nhóm đó là mình cần bao nhiêu người để thu hoạch thì ngày mai các chị sẽ hỗ trợ cho mình. Thì bên cạnh đó thì cái trang fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa thì hoạt động rất là có hiệu quả. Hiện hội đã xây dựng thành công 4 mô hình khởi nghiệp, chủ yếu là các mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác xã nông nghiệp kỹ thuật cao với 18 xã viên, và ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp các chị nâng tầm từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao. Nếu như trước đây, cán bộ hội phải về tận cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện những chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia các phong trào thi đua, thì nay thông qua các nhóm trong hợp tác xã, tổ hợp tác, chỉ cần có điện thoại smartphone, cài đặt Facebook, Zalo, ai cũng có thể truy cập, nắm bắt thông tin kịp thời và hưởng ứng thực hiện. Đến nay, trang fanpage Facebook của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hưng và các cơ sở nhận được nhiều tương tác với hơn 1.589 lượt like và 959 lượt chia sẻ từ nhân dân, cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội còn phối hợp hướng dẫn thành lập các nhóm Zalo ở các tổ dân cư để tiện trong việc tuyên truyền các thông tin đến với người dân. 100% chi hội phụ nữ trên địa bàn xã đã thành lập các nhóm Zalo, Messenger để tuyên truyền các nội dung hoạt động hội một cách kịp thời và hiệu quả. Không có còn cầm một cái tờ giấy lên để người ta biết hơn, chứ giờ bây giờ cái gì cũng cầm giấy đọc, cũng đâm ra ai nhàm chán.
Từ những cái buổi tuyên truyền họp của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức thì về ấp tôi cũng tập hợp hội viên các chị để mình triển khai cho các chị cách ứng dụng công nghệ thông tin vào chăn nuôi sản xuất một cách hiệu quả nhất, để cho các chị có thể ứng dụng công nghệ thông tin vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế một cách thuần thục nhất. Nhờ công nghệ thông tin, các chị em phụ nữ học hỏi được các kiến thức hay trong sản xuất kinh doanh. Các mô hình đã thành công của chị em khác, lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia, những nhà khoa học hướng dẫn kiến thức kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi. Hội phụ nữ giúp chị em tìm kiếm các thông tin chính thống thông qua mạng xã hội như các website, YouTube, fanpage, Facebook của cơ quan nhà nước, các hội, các trường, trung tâm có uy tín. Hội đồng hành cùng các chị vận dụng các kiến thức học hỏi được vào mô hình sản xuất. Ngày xưa thì cứ hỏi nhau nè, chị em học hỏi nhau vườn này vườn kia, hỏi nhau mà làm thôi thì nó cũng không có được đạt lắm. Bây giờ thì nó có công nghệ thông tin nè, mình cứ cần thiết mình sượt Google cái gì cũng có hết á, mình hỏi giống hoặc là những cái chương trình mình chăm sóc rồi đó, những cái công trình quy mô mà mình làm này kia cái nọ thì nó cũng tiện đại lắm, hiện đại thì nó đem lại kết quả được tốt hơn. Bên hội phụ nữ thì cũng có chỉ dẫn cho các chị em phụ nữ nè học hỏi thêm về công nghệ thông tin để các em chị em truyền nhau, giống như là mình muốn thì mình sượt hỏi chị này chị kia thì nó cũng nhanh lắm, không phải đi tới. Đây là hình ảnh chị Vũ Thị Thùy giới thiệu quảng bá rau xanh các loại qua livestream trên kênh TikTok, Facebook. Trăn trở trước sự cực nhọc vất vả của nghề nông sản tiêu thụ chậm, không có lợi nhuận. Năm 2022, chị Thùy được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hướng dẫn tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh. Nhờ nhạy bén nắm bắt cơ hội cùng với khả năng giao tiếp, dẫn dắt câu chuyện trong các clip hay, những buổi livestream như thế này, chị Thùy đã thu hút khá đông người dùng trong và ngoài tỉnh tham gia kênh. Số lượng sản phẩm bán đi cũng nhiều và nhanh. Điều này, kinh doanh truyền thống không có được. Ứng dụng công nghệ thông tin, Hội Phụ nữ xã Tân Hưng đã kết nối các hội viên phụ nữ vốn chỉ biết sản xuất nông nghiệp theo phương pháp tự học hỏi lẫn nhau, trở thành phương pháp sản xuất mới hiện đại, biết khai thác kho kiến thức khổng lồ trên mạng vào thực tiễn, nâng cao năng suất chất lượng. Chúng tôi đã được Hội Phụ nữ của xã tổ chức cho các cái lớp tập huấn để mà áp dụng công nghệ thông tin vào trong trồng trọt và bán hàng. Thì từ ngày mà áp dụng cái công nghệ đó vào thì tôi thấy hiệu quả bán hàng rất là tốt. Tôi đã bán được rất nhiều cái sản phẩm và đặc biệt là cây hành của chúng tôi đã được đưa tới người dân rất là nhiều. Có những người dân đã gọi, có những người đã gọi điện và nhắn tin về để đặt hàng cho chúng tôi. Vì vậy chúng tôi cảm thấy cái ứng dụng công nghệ thông tin vào trong cái việc mà bán hàng rất là hiệu quả. Cũng từ đây, các chị em phụ nữ tin tưởng vào hội hơn, cùng tham gia các hoạt động hội một cách sôi nổi, hào hứng, trở thành một tập thể hội vững mạnh trong nhiều năm qua. Thưa quý vị, công nghệ thông tin đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có phần giúp công tác Hội Phụ nữ xã Tân Hưng trở nên dễ dàng hơn trong việc tập hợp các chị em, từ đó giúp các hoạt động của hội trở nên tiết kiệm, hiệu quả, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đến đây thì chương trình Công nghệ và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin phép được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.